Quyển 2 Bạch Văn Kỳ Kinh Phật. Lời yêu cầu của thầy Vô Danh Thị lúc nghe kinh, những hàng thiền sư và những hàng quân tử yêu nước, trước khi nghe kinh ăn chay tịnh, mặc y phục trắng ngà, trắng và trắng xám, vì dòng điển kinh từ Bạch Ngọc Hàng Lâm Viện học Thượng Thiên, có mang theo chắc xám điển quang của chính trời đi vào lòng đất và đi vào lòng của người nghe. Từ Bạch Văn Kỳ kho tàng kinh cát của trời và của Lôi Âm Tự dạy hàng đại trí, phục hưng lại đại trí tệ của mình, phục hưng lại thánh tâm, lòng chí nhân để sanh trái tim linh quang của Đức Phật ở trong mình, cho đạo thần tử từ đây biết bắt chiến, đạo thánh giáo bất tranh, cho đạo tiên địa bất sát và cho đạo Phật dân lòng bất ái bất bại, để tha thù không hận, thiên cơ của nước sinh ta là ai. Nên hàng thiền sư dân lòng bác ái để đạo ái tha cho hàng quân tử dân ái để hàng tu đạo ái quốc. Hàng trọng thần hiến ái cho đạo hiến toàn chung. Hàng đại thừa hiến yêu để đào tạo học sĩ trong nước và ngoài nước. Hàng đại tướng họ dân tình yêu nước để đại ái lòng người. Hàng yêu dân làm cho dân ta giàu và nước ta được mạnh. Hàng nhân tài khiêm ái, họ tha kẻ thù để thượng sĩ trùng tu đạo ái quốc gia. Bác ái là sức mạnh tha dạng thù để thành đạo, tha dạng hận để được thánh nhân, tha dạng tình để được chung ái, tha sự phải quấy của lòng nhân để đạo nhà hồi sinh. Trung thần hiến chánh, nghiêng mình dâng lên cái đạo làm con, dân nước Việt, tu thân tề gia, làm cho dân giàu quốc mạnh. Nên hàng thiền sư và hàng quân tử yêu nước, có chí tri tu thân thiền định. Cầu đạo bất bại của chí nhân, cầu tâm bất bại của Phật tổ, cầu lòng chí nhân bất bại của Thượng Đế, đem tâm sự chung ái quốc của thầy Vô Danh Thị dẫn đạo chi dân. Nên hàng thiền sư tu bổ lại trí bất bại của thiện sư, tim bất sát của Phật tổ Di Nhân, lòng vô tranh của Đức Phật Di Lạc Văn Ái. Hàng chân tu tha dạng thù đắc đạo, hàng chí nhân tha dạng trần để đắc pháp, hàng yêu dân tha thiên cơ của nước để đắc nhân. Có phải ta tha thù được tướng, ta tha ái đắc được tình yêu, sự dân tình yêu lớn, phụng thờ tổ quốc rồng tiên chi đạo. Mẹ nước chờ con tha dòng nước ngược, cha linh hồn chờ những đứa con tha tình nước của ba dòng. Ta là bậc thiền tông dân ái để đồng sinh, tha tình để dân lòng vì nước, vì quốc gia chung ái. Trên chả ăn ngọn rau tắc đắc nơi trưởng thành, hàng chí tệ đào tạo thánh nhân. Nên bậc Văn Kỳ Kinh ta lập thành sách kinh văn là chả ăn tình, dạy ta nơi chôn nhau cắt rúng. Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn, lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi, Nam Mô Di Lạc Vương Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Kính bái Thầy Vô Danh Thị. Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn, lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi, Nam Mô A Di Đà Phật. Di Lạc, Đức Phật và hàng tỳ kheo. Non nước đủ đầy rồi non nước tịnh.
tiên an đủ, Phật tiên siêu. Cửa thần tiên phi lý trí để tình yêu, không già có phi siêu và phi hữu. Giàu tột cảnh phi danh trần phi chủ, chân nhân vô đầy đủ để phi vô. Nước già non bình đại để an hồ, danh già tưởng phi vô bài chân thể. Thái sơn không phi tâm bình linh thể, non nước tình phi thế để chân nhân. Cửa hồi quang phi lý trí để vô trần, bình thiên hạ phi nhân quang trinh sáng. Danh tột đỉnh phi danh thành vô tướng, giàu tột trần phi thượng để thành danh. Nước trí sanh phi trí để công thành, danh dục giả phi danh thành chân thể. Chân nhân hỡi tột thành rồi phi thể, có bồng không không ẩm có phi vô. Nước thành rồi làm đạo nước thành cơ, nhà thành đạo làm đạo ta phi giới. Con đò đến bờ bên kia rồi lại, thời gian đi vô quái ngại nó lìa. Đứng ra ngồi thành trụ để không chia, nhân quả tác vô hề nhân quả diệt. Dân tự có ngộ rồi không dân tự, có lúc dân có lúc phải phi dân. Hàng thiền sư có lúc phải siêu trần, không bồng có ẩm không để ngộ. Cửa tịnh giới có không rồi phi hữu, đắc không tim tìm thế giới không người. Như chân nhân phi tướng để thạnh thơi, hàng trọc phú không tôi thành chân Phật. Làm cho đủ, đủ rồi an giặc chắc. Tiêu diêu ta trong thiền thất phi ta, cửa không gian phi thế giới ta bà. Nhờ phi tướng đạo ta thành vô thường, hàng yêu nước phi tranh thành chân ái. Bậc yêu nhà phi giới để nhà thanh, hàng yêu dân phi tà chánh gia thành. Con yêu mẹ phi danh thành trung hiếu, nghĩa gặp lễ tiêu giao thành công lý. Trung gặp lương tao nhã để công thành, phi cái ta không ngã lúc tròn danh. Đó là đức nhân thành không chấp hữu, được tột cảnh công thành rồi phi hữu. Liễu được tim thành đủ để tim vô, như đi tìm hóa kiếp của thiền cơ. Giàu vô tận lìa vô không buộc hữu, ta là đạo phi ta tìm vũ trụ. Lìa tiểu tiên tìm chủ của đại tiên. Nước định rồi làm thiền pháp lặng yên, cho nước tỉnh non tiên thành biển pháp. Giác không buộc giảng viên bình tâm tam giới, thiền không gian chân thật hiển tim thiền. Cái tột tròn làm minh cảnh để siêu tiên, giàu tột thế lòng yên thành cứu thế. Trí đến tột thành trí phi lý trí, cho huệ sanh phi thế để huệ lành. Tim căn bình sự huệ giác phi tranh, tim cứu thế phi thanh thành trí tệ. Siêu sức học phi danh trong mộng thế, vượt ra lòng không buộc để ly trần. Đạo chân nhân ẩn tướng để phi thần, tài tột đỉnh phi nhân phàm tự tại. Thế đa dục ta giác rồi an nghĩa, tình đa mê ta tỉnh để an thề.
có già không siêu giác ngộ ta về. Đứng ra khỏi khen chê thành phi tướng, tu tại gia Phật trong lòng phi thượng, trời trong tim phi hình tướng giáo quyền, đắc chân nhân phi kinh giới hậu thiên, vào bỉ ngạn đắc tâm thiền phi hữu, tim sanh tim phi thế gian mới đậu, lòng không lòng phi thế giới tài danh, tim phi trần lậu thiền giác tim sanh, nhìn tôn giáo bức tranh tô phiền phức, tim sinh huệ vào hư vô đại lực, trí sanh trinh thần huệ đoán đại thừa, phi giáo quyền giải thoát tự hư vô, không trói kiếp hiền ngu chờ chơn giải, siêu được tim đứng ra ngoài tứ đại, nhìn thế trần tranh dại lại tranh khôn, như đào mồ rồi ám thị nhốt chôn, trời tặng thế lòng nhân chưa phi giác, đời đến cùng giáo quyền sanh trị lạc, phàm tâm tranh dục giác háo đầu danh, cửa thiền sư là nhất chí vô tranh, đạo quyền tẳng phi danh vào chơn thượng, chữ tim sanh đắc đạo vàng phi tướng, lòng chăn nhăn ăn ở giữ phi thường, chỉ giữ lòng bình quá huệ là hương, sinh tim đạo phi thường trong biển đạo, sắc là không phi không vào chân thật, Phật là không phi Phật đắc chân nhân, không buộc ràng không chối chí phi chân, cửa thanh tịnh phi nhân cầu đa thể, yêu không tình phi tim ra mộng thế, yêu không lòng phi lễ chẳng thấy nghe, yêu không tim phi nghĩa chẳng theo về, không tình hận không chê phi liễu giác, Bồ Tát tim phi âm thinh sắc tướng, liễu tâm trần đạo vô thượng phi danh, sự quyền quang nối chí thượng tu hành, khi đắc đạo phi tranh vào diệu hữu, phi cái ta giải thoát tim ta bà khổ, tặng lý rồi tim sanh ánh từ quang, cửa phi tim tìm đạo học miễn bàn, không già có thiều quang sanh linh cảm, không âm dương mở đường tim hai tám, một trái tim nhắc khảm để hư vô, vào nhà trời tim đắc ngộ thiền cơ, phi ảo giác bên kia bờ bỉ ngạn, tiên đến tim, hóa thân tim làm bạn, thần đến tim quy nhất khảm đại thừa, trí vô hình tim sanh sức quyền cơ, tiềm năng mở thiên thơ bày đại giới, phi thánh tim để quá tim đi trở lại, cõi niết bàn mẹ đợi giới cha chờ, giải thoát tim tìm sinh quá thiên cơ, sự học của tim sanh thành đại giác, phi hữu sắc hóa thân tim quyên bác, phi tướng phàm tim vào cửa thanh quan, phi lòng trần lậu tận giác tiên ban, tim là đạo quyền quang khai nhất trí, hữu diệu tim phi lai tìm tận lý, sự thanh tim cùng tận lậu tận thông, chí quyền quang phi nhất lý thần đồng, tim là cảnh, cảnh sanh tim phi hữu, nhất lý thông phi tánh nhân vũ trụ, sự tim thành làm chủ của nhân ông, lòng không tim hội nguyên lý thiên bồng, không được có
nhờ không trong quyền vũ. Bình tim xong, hóa thăng tìm nguyên thủ. Một trái tim phi hữu biết phi vô. Cửa đỉnh trung khai kỳ chí vô bờ. Mới nhắc đạo hư vô thành trơn thể. Đại bàn tim nhìn qua muôn ngàn biết. Niết bàn tim chính thiệt đạo phi tim. Sự thấy nghe dường thể để lặng im. Trong thấy biết siêu tim thành đức Phật. Cảnh muôn dạng thấy rồi phi thể chắc. Nhà muôn hình nghe đủ chẳng dường nghe. Thắt bảo tròn Phật Pháp chở dạng xe. Chơn nhân đủ lắng nghe cho thấu triệt. Biết đến tròn sự nghe dường chưa thiệt. Học đến đầy sự biết chẳng tràn ra. Học như vậy sự học mới không ma. Không động pháp lòng ta thông tự pháp. Trái chưa chín ăn vào còn chua chát. Nên tiêm chờ hữu xạ để thành hương. Còn chân tu không lộ tướng cúng dường. Trong thấy biết, biết nhường là thành tựu. Lớn làm thành, nhỏ bỏ để quần không. Một quá thăng, nhẹ tợ sợ long hồng. Trong không giặc, nhẹ trong là thần trụ. Nhẹ tim rồi, tim phi hữu, phi vô. Nhẹ tim trần, tim thăng hóa bồi tô. Trong dạng cảnh hư vô vào tim nội. Tim trí tệ quá thăng tìm tim huệ. Như tim tình thệ hải giới tim kinh. Một biển yêu phi tưởng hiển thần minh. Trong không giới quyền kinh sanh tim định. Chí không tướng biến thành chân trí tệ. Lòng không lòng định huệ phát vô biên. Cửa hư vô phi dạng pháp tim thiền. Vào không động tình yên thanh tròn sáng. Cửa vô hình thông linh tim làm bạn. Bỉ ngạn sanh chinh sáng sự thông tim. Vì phi lai tim thiền định đi lên. Nơi không niệm ngồi nhìn tim hiển quá. Phi nguyên tim, phi hậu thiên quyền giả. Trổ tim qua thị hiện đắc tinh ba. Cửa linh quang siêu tam giới ta bà. Trong không động tim ta thành diệu hữu. Tim sinh đạo mở tim kinh luận ngữ. Dạy chúng sanh phi tướng để hoàn nguyên. Đến cửa không chứng đạo lớn tim thiền. Tim tức Phật phi thiên vào vô cực. Nhìn trường đồ quá tim sinh đại đức. Nhìn hư vô thái cực tỉnh hư vô. Đại trí mở tim đại thừa nghinh đạo. Đạo trời cha Phật Pháp vốn một nhà. Cõi Niết Bàn, cõi Bạch Ngọc trời cha. Vốn một cõi thiên hà trời vô cực. Một chung tim của Đại Đồng Y Đức. Một tình cha trong diệu tướng kỳ quan. Một khối yêu chân lý để Niết Bàn. Một cứu cánh cõi toàn chân thiện mỹ. Tộc giàu sang nên gọi là cực lạc. Tộc binh quyền nên gọi đạo thế thiên. Vua trên muôn vua dạng pháp vương nền. Không già có từ trong tay bạch ngọc. Phi hữu vô đạo trời sanh thái cực. Cõi thiền sư phi tim thức phi thiên. Mở Phật tim phi hình tướng thế gian.
giàu diệu hữu, sanh tiềm năng đại giác. Đạo từ tim sinh gọi là vô cực. Phật tim sinh trong thiền thức quy không. Cửa tim sinh chinh sáng gọi trống lòng. Tim sinh Phật thần thông vô sắc tướng. Một trái tim vô hình tìm ngương thượng. Sinh quá thân để trưởng dưỡng tim thiền. Huệ từ tim sanh Phật pháp chơn thiên. Không mà có từ tim sinh diệu hữu. Tim pháp sinh cửa tam thiên trời mở. Một trái tim phục bổn đến thiên hà. Cõi chung tim sinh lực của đại la. Không mà có nhờ phi qua vũ trụ. Sức tim học đi vào trong thiền thất. Mở trái tim chân Phật với chân sư. Cửa hư vô ngạn ngữ tựa không lời. Tim sinh quá về ngôi tim cực lạc. Bạch văn kỳ mở nguồn chân linh giác. Đạo bạch văn truyền đạt đạo thiên văn. Cửa tư duy khai đạo giác thông thần. Thân bạch ngọc nguyên thân sanh bạch tự. Bạch kim sanh quá thân vào linh khú. Một cõi trời phi hữu tưởng phi vô. Trên thông thần theo dương pháp bồi tô. Dưới hậu ái sinh trái tim vô ngã. Bạch văn kỳ trời hư vô tạo hóa. Một bàn tay xây chuyển cả cơ trời. Hàng tỳ kheo áo trắng xuống lập đời. Là lập lại kỷ nguyên trời di lạc. Bạch văn kỳ đạo Như Lai truyền đạt. Là dương hanh của đạo Bạch Ngọc Kinh. Đạo mở ra hai khí quá thượng sinh. Chân truyền lớn Bạch Ngọc Kinh Thượng Đế. Thần tiên cõi Bạch Ngọc Kinh giáng thế. Cùng Đức Thầy Di Lạc lập Long Hoa. Sự truyền thần của Phật Tổ truyền qua. Vô danh thị Tổ Phật gia chánh đạo. Thượng Đế phong Đức Di Lạc trưởng giáo. Phật Tổ phong Di Lạc Đại Thiên Cương. Mở Lục Châu khai giáo pháp Nam Đường. Cứu văn quyệt qua kỷ ngương tận thế. Bát Thiên Long cửu tiên thần bát bộ. Từ đây theo hộ pháp Phật tại trần. Mở ra đường Di Lạc dạy đạo tăng. Cho bá tánh tu chân rồi phục nghiệp. Còn Sa Môn từ đây cho chuyển kiếp. Sanh giống lành tu tiếp đắc Lục Châu. Ai sự sanh không quy đạo là đầu. Thì siêu quá theo mặt trời đông độ. Ta bà đổi Phật sanh ra diệt độ. Cơ tặng đời Phật cứu khổ quốc gia. Hiến dân chinh vì ái mộ dân nhà. Vì ái quốc Phật đứng ra cố vấn. Giúp nước Việt hội Long Hoa phải thắng. Làm đàn anh trên khắp quả địa cầu.